Thông tin từ báo tin tức thông tấn xã Việt Nam, hôm 24 tháng 10, tờ The Times của Anh đưa tin Israel đã buộc phải hoãn cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng vào Iran sau khi thông tin chi tiết về kế hoạch bị dò dỉ từ Mỹ. Trích dẫn một nguồn tin tình báo nắm rõ các hoạt động thảo luận của Israel, The Times đưa tin Tel Aviv lo ngại dù không có mục tiêu tiềm năng nào được nêu tên trong tài liệu bị dò dỉ, nhưng các chi tiết được cung cấp có thể giúp Iran dự đoán một số hình thức tấn công nhất định. Theo nguồn tin, Israel đã thiết lập kế hoạch thay thế nhưng cần phải tập duyệt trước khi tiến hành. Nguồn tin hé lộ vụ do gì các tài liệu của Mỹ đã làm chậm cuộc tấn công do cần phải thay đổi một số chiến lược và thành phần. Sẽ có một cuộc trả đũa nhưng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Được đánh dấu là tuyệt mật, các tài liệu này lần đầu xuất hiện trực tuyến vào hôm 18 tháng 10 trên ứng dụng nhắn tin Telegram và nhanh chóng lan truyền trên các kênh phổ biến với người Iran. Ngày 22 tháng 10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết giới chức đang điều tra về công bố trái phép các tài liệu tuyệt mật về các kế hoạch mới nhất của Israel cho cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng. Phát biểu với các phóng viên tại Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết không có bằng chứng cho thấy bất kỳ nhân viên nào của văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng đang bị điều tra về vụ do gì. Về phần mình, Tehran đã chuẩn bị cho cuộc trả đũa của Tenavip. Trước đó, hôm 1 tháng 10, Iran đã khai hỏa khoảng 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. Cuộc tấn công đã khiến hầu hết người dân phải vào hầm trú bom. Một người đàn ông Palestine ở bờ Tây thiệt mạng với nhiều thiệt hại ở các khu dân cư và căn cứ quân sự. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết cuộc tấn công không gây tác động nào. Iran cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa này là để đáp trả các vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah ở Liban và một vụ nổ khiến thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng vào tháng 7 ở Tehran. Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Haniye. Ngày 23 tháng 10, phát biểu trong cuộc gặp các phi công và binh sĩ Israel tại căn cứ không quân Hasserim, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant tuyên bố nước này vẫn sẽ không từ bỏ nỗ lực đáp trả Iran. Ông Garland nói, sau khi chúng ta tấn công Iran, mọi người sẽ hiểu được những gì các bạn đang làm trong nỗ lực chuẩn bị và huấn luyện. Bất kỳ ai từng mơ mộng đánh bại và tấn công chúng ta vào một năm trước đều phải trả ra đắt và họ sẽ không còn có thể mơ mộng nữa. Trong nhiều năm qua, Israel cũng đã tổ chức một số cuộc tập trận lớn, mô phỏng các cuộc tấn công tầm xa vào Iran để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Tehran. Đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng hành động trả đũa của Israel sẽ không bao gồm các cuộc tấn công vào các địa điểm phi quân sự. Trước đây, Israel được cho là đang cân nhắc các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc là các địa điểm hạt nhân của Iran. Cả hai đều bị Mỹ phản đối vì khả năng leo thang chiến sự, bao gồm cả các cuộc trả đũa của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Israel hoặc các quốc gia khu vực khác liên kết với phương Tây. Tuy nhiên, Israel ám chỉ rằng nước này có thể mở rộng hành động trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran sau khi một thiết bị bay không người lái của Hezbollah nhắm vào nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu ở Kasaria hôm 19 tháng 10. Ông Netanyahu cáo buộc đây là nỗ lực ám sát của các điệp viên của Iran. Theo báo công luận đưa tin, các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza đã khiến 42 người thiệt mạng vào thứ Tư khi lực lượng Israel tăng cường bao vây các khu vực phía Bắc của vùng đất Palestine. Đặc biệt tại Lebanon, Israel đã ném bom dữ dội thành phố cảng lịch sử Tyre. Israel đã bắt đầu ném bom cảng Tyre được UNESCO công nhận ở miền nam Lebanon vào thứ Tư. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi Tyre trong những tuần gần đây khi Israel đẩy mạnh chiến dịch tiêu diệt Hezbollah ở Lebanon. Thành phố cảng này thường là trung tâm nhộn nhịp ở phía nam Lebanon với người dân, khách du lịch và thậm chí cả lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thường nghỉ ngơi. Nhưng lệnh sơ tán của Israel trong tuần này lần đầu tiên bao gồm các vùng đất của Tyre cho đến tận lâu đài cổ của thành phố. Một số người dân Lebanon lo sợ đất nước họ sẽ kết thúc giống như giải Gaza, nơi mà Israel gần như đã san phẳng và vẫn đang không ngừng tăng cường tấn công vào phía bắc lãnh thổ nước này. Lực lượng Israel đã bắt đầu chiến dịch ở phía bắc Gaza khoảng 3 tuần trước với mục đích được tuyên bố là ngăn chặn các chiến binh Hamas tập hợp lại. Chiến dịch đã được tăng cường kể từ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Yahya al sinwar một tuần trước. Cộng đồng quốc tế từng hy vọng cái chết của Sinwa có thể mang lại động lực mới cho hòa bình ở Gaza, nhưng cho đến nay, lực lượng Israel dường như chỉ tăng cường tấn công, đặc biệt là ở các khu vực phía Bắc. Người dân cho biết quân đội Israel đã bao vây các nơi trú ẩn, buộc những người dân ở phía bắc Gaza tiếp tục phải sơ tán. Cơ quan y tế cho biết ít nhất 650 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công mới bắt đầu. Trong số ít nhất 42 người mới được báo cáo thiệt mạng do các cuộc không kích của quân đội Israel trên khắp vùng đất này, vào thứ tư có 37 người tử vong ở phía bắc Gaza cơ quan cứu hộ khẩn cấp dân sự gaza cho biết ba nhân viên cứu hộ của họ đã bị thương ở phía bắc gaza trong một cuộc tấn công có mục tiêu nhằm buộc họ phải rời khỏi jabalia sau đó cơ quan này cho biết mọi hoạt động ở phía bắc gaza đã bị đình chỉ sau khi lực lượng israel bắt giữ năm nhân viên và ném bom chiếc xe cứu hỏa duy nhất Cơ quan khẩn cấp dân sự cho biết trong một tuyên bố, công việc của chúng tôi tại tỉnh Bắc Gaza đã hoàn toàn dừng lại và tình hình ở đó đã trở nên thảm khốc. Người dân nơi đây hiện không có bất kỳ dịch vụ nhân đạo nào. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, UNRWA, cho biết hôm thứ Tư rằng một trong những nhân viên của họ đã thiệt mạng khi một chiếc xe của UNRWA bị trúng đạn ở Dei Anbala, ở trung tâm giải Gaza. Các nhân viên y tế cho biết anh trai của người đàn ông này cũng đã thiệt mạng các quan chức y tế và tình trạng khẩn cấp dân sự cho biết hàng chục thi thể người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel gây ra ở Jabalia và các vùng xung quanh nằm dài rác trên lề đường và dưới đống đổ nát nơi các đội y tế không thể tiếp cận được. Cơ quan y tế Gaza cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi kêu gọi thế giới, những quốc gia đã không bảo vệ và cung cấp nơi trú ẩn cho người dân chúng tôi, cũng như không thể cung cấp thực phẩm và thuốc men, hãy cung cấp vải liệm cho những người đã khuất của chúng tôi. Theo VTV Online đưa tin, ít nhất 13 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel gần bệnh viện Rafik Hariri ở phía nam của thủ đô Beirut, Liban hôm 21 tháng 10. Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em. Theo Bộ Y tế Liban, đây là cơ sở y tế công cộng lớn nhất của nước này, nằm cách trung tâm thành phố Beirut vài km. Vụ ném bom xảy ra sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo yêu cầu người dân địa phương di chuyển ít nhất 500 mét Hồi một số địa điểm nhất định tại Dahiye, bao gồm cả bến tàu ở Uzaie, nơi vẫn còn người sinh sống. Sau khi nhận được cảnh báo, các cư dân Uzaie bắt đầu tháo chạy khỏi khu vực. Chỉ hai giờ trước đó, quân đội Israel thông báo đã phát hiện Hezbollah đang giấu hàng trăm triệu USD tiền mặt dưới một bệnh viện tại khu phố Haaretz Harika ở Danie. Giám đốc bệnh viện đã phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn nhanh chóng cho sơ tán cơ sở này sau đó. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tấn công hơn 3.200 mục tiêu của Hezbollah kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban vào đầu tháng 10 này. Đài CNN trích dẫn thông cáo hôm 21 tháng 10 của IDF cho biết trong số hàng nghìn mục tiêu thuộc nhóm vũ trang hồi giáo Hezbollah bị quân đội Israel tập kích ở Liban kể từ ngày 1 tháng 10 có hàng trăm cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng tên lửa, cứ điểm chống tăng, cơ sở hạ tầng khủng bố cũng như trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Theo IDF, trong 24 giờ qua, binh lính Israel đã nhắm bắn gần 300 mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng. IDF cũng khẳng định đã trừ khử hàng chục thành viên của nhóm vũ trang Hồi giáo này kể từ đầu tháng 10, bao gồm 7 chỉ huy lữ đoàn, 21 chỉ huy tiểu đoàn và 24 chỉ huy đại đội. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 13 vụ không kích vào vùng ngoại ô Dahieh phía nam thủ đô Beirut của Liban trong tối ngày 21 tháng 10. Chính quyền Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel trong hơn một tháng qua đã khiến gần 1.500 người thiệt mạng ở nước này. Hơn một triệu người dân đã phải sơ tán với hàng nghìn người vượt biên giới sang nước láng giềng Syria. Thông tin từ báo VN Express cho biết, Tehran tuyên bố Washington phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu Israel tấn công Iran sau khi ông Biden ám chỉ đã biết kế hoạch trả đũa của Tehran đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Said Idavani cho biết trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Thụy Sĩ, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an hôm 21 tháng 10. Tôi viết bức thư này để thông báo với quý vị về tuyên bố khiêu khích và cực kỳ đáng báo động của Tổng thống Mỹ hôm 18 tháng 10. Ông ấy tiết lộ rằng đã nắm được thông tin về thời điểm và cách thức Israel dự định tấn công Iran đại sứ idavani khẳng định phát biểu của tổng thống biden cho thấy mỹ đã ngầm chấp thuận hành động gây hấn quân sự phi pháp của israel đối với iran đi ngược lại các tuyên bố trước đó rằng washington ủng hộ nỗ lực giảm leo thang tại khu vực đại sứ idavani cho hay mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với vai trò kích động xúi dục và hỗ trợ mọi hành động gây hấn của israel nhằm vào iran đều vi phạm trắng trận các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Tại buổi họp báo ở thủ đô Berlin của Đức hôm 18 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời, đúng vậy khi được hỏi liệu ông có nắm rõ cách Israel sẽ đáp trả vụ tập kích tên lửa quy mô lớn của Iran hay không. Washington Post trước đó cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Biden rằng Tel Aviv dự định tấn công các mục tiêu quân sự của Tehran không nhắm vào cơ sở dầu khí hay hạt nhân nhiều tài liệu được cho là do tình báo mỹ soạn thảo trong đó mô tả các bước chuẩn bị của israel cho kế hoạch trả đũa iran đã bị phát tán trên mạng hồi cuối tuần trước chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson sau đó xác nhận washington đang điều tra vụ do gì Iran vào tối ngày 1 tháng 10 phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào loạt mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Israel nhằm trả thù cho cái chết của các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah, hai nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn và một tướng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC. Israel tuyên bố sẽ tiến hành đòn đáp trả, chết chóc, chính xác và khó lường, tùy vào thời điểm nước này chọn lựa. Trong khi đó, Washington muốn Tel Aviv kiềm chế để ngăn leo thang căng thẳng ở khu vực. Israel cho biết đã lắng nghe ý kiến từ Mỹ về kế hoạch đáp trả Iran, nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng phù hợp với lợi ích quốc gia. Times of Israel hôm 22 tháng 10 dẫn thông báo của cơ quan tình báo nội địa Sinbad và cảnh sát Israel xác nhận họ đã bắt giữ 7 công dân Israel người Do Thái với cáo buộc họ là thành viên của một mạng lưới gián điệp quy mô lớn phục vụ cho lợi ích của Iran. Tất cả nghi phạm đều là cư dân thành phố Haifa hoặc đến từ miền Bắc Israel, trong đó có một lính đào ngũ cùng hai trẻ vị thành niên 16 tới 17 tuổi. Các nghi phạm trưởng thành được nêu tên là Aziz Nisanov, Alexander Sadikov, Vyacheslav Kuchin, Yevgeny Zolfe và Yegor Nisan. Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng điều tra tội danh chính của họ là hỗ trợ kẻ thù trong thời chiến, với hình phạt là tử hình hoặc tù trung thân, đại diện cảnh sát Israel Yaron Benjamin nói với báo giới. Theo giới chức Israel, nhóm người này đã thực hiện khoảng 600 nhiệm vụ trong hai năm, chuyên chụp ảnh và thu thập thông tin về các cơ sở của quân đội Israel, bao gồm trụ sở của quân đội ở Tel Aviv, các căn cứ không quân Nevatim và Ramat David. Một số địa điểm mà các nghi phạm bị cáo buộc do thám đã trở thành mục tiêu bị tấn công, trong đó căn cứ Nevatim hứng hỏa lực Iran trong đợt tập kích hồi đầu tháng, còn căn cứ Ramat David bị nhóm Hezbollah tập kích. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc là thu thập thông tin về hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dam vòng sắt, cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm nhà máy điện quy mô lớn ở Hadera. Đổi lại, họ được trả công hàng trăm ngàn đô la Mỹ bằng tiền điện tử hoặc phương thức khác. Iran chưa bình luận về thông tin trên. Căng thẳng giữa Tehran và Tel Aviv gần đây leo thang sau vụ Iran phóng khoảng 200 tên lửa vào loạt mục tiêu ở Israel hồi đầu tháng. Quân đội Israel tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ đòn tấn công này nhưng chưa rõ thời điểm và quy mô. Tháng trước, Sinbad và cảnh sát Israel cũng từng tuyên bố bắt một công dân Israel có tên là Moti Maman, 73 tuổi, đến từ thành phố Ashkelon, ở miền nam Israel với cáo buộc ông này bị tình báo Iran tuyển mộ để lên kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallant và lãnh đạo Sinbad Donenba.